Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu tại phường Hòa Minh và trung tâm hành chính quận nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phường Hòa Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các ông bà Phan Thanh Long, Lê Kim Anh tiếp xúc với cử tri hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam. Tại trung tâm hành chính quận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Võ Công Chánh, Trần Duy Mẫn, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thành Phúc tiếp xúc cử tri hai phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là đã thông qua 41 nghị quyết, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như bày tỏ thống nhất với các chủ trương, quyết sách được Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra, nhất là các chính sách liên quan đến công tác an sinh xã hội. Cử tri hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam cũng nêu một số vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị thành phố xem xét, tiếp tục giải quyết, nhất là các vấn đề về quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đề nghị đầu tư xây dựng các tuyến đường xuống cấp, trường học. Một số ý kiến cử tri cũng đề nghị xem xét chế độ hỗ trợ cho các F liên quan việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Những cái việc mà cử tri đề nghị, kiến nghị, giải pháp để giải quyết thì các cấp lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành một cách quyết liệt và triệt để. Các vị Hội đồng Nhân dân thành phố đã lắng nghe và cũng trao đổi để cử tri nắm được một số vấn đề, tạo điều kiện làm được cái tuyến đường tô hiệu, để cho bà con ăn Tết. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến cử tri, đồng thời thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Đối với hạ tầng giao thông và trường học, mặc dù điều kiện khó khăn, nhưng thành phố cũng sẽ tiếp tục cân đối nguồn lực để đầu tư phù hợp. Đề nghị bà con trong diện giải tỏa tiếp tục đồng hành như tuyến đường Nguyễn Như Hạnh sớm bàn giao mặt bằng để dự án thi công. Đối với các vấn đề dân sinh khác, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết sớm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Liên Chiểu và các phường tăng cường vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong khi đó, cử tri hai phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam đã kiến nghị về các dự án treo trên địa bàn quận làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Đồng thời đề nghị có chính sách chăm lo cho hộ nghèo, các trường hợp gặp khó khăn trước dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Khu chung cư cho người lao động thu nhập thấp để ở thì vấn đề về giao bán thì tôi thấy rất là nhiều, nhưng mà thực tế để khi mà giao bán thì giá rất là cao, thì đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố chúng ta xem xét và kiểm tra những vấn đề giao bán và vấn đề cò mồi. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của bà con cử tri. Riêng đối với những lĩnh vực ngoài thẩm quyền sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để có phản hồi với cử tri trong thời gian sớm nhất.